Welcome back to online course. Today, we start the last lesson with period 66. Unit 9, lesson 1, getting started. Now look at the picture and tell me what can you see. Now look at this. Happy is the day. I see some water in the picture. Happy Halloween. Now, can you guess what is the topic today? Now, the topic today is about festival around the world. I had a video. I would like you watch and just remember it. I will give you the name of the festival. Yeah, we have just what? 6 festival. There are, I see some festival like this. Christmas, Thanksgiving, New Year, Moon Festival, Hương River Festival, and Hồng Kinh Festival. Trong cái video này, cô đã cung cấp thêm cho các em một số cái lễ hội. Chúng ta nhìn thấy được 6 cái lễ hội đó là lễ hội Giáng sinh, lễ hội tạ ơn, lễ Tết năm mới, New Year, lễ Trung thu, lễ sông hương và ngày lễ cuối cùng đó là lễ đền hùng. The lesson today is Unit 9, Festival Around the World. Lesson 1, Getting Started, by 26-27. Now you can open your notebook, copy the title into your notebook. Các em có thể mở tập và viết cái tựa bài của bài hôm nay vào trong tập. There are some vocabulary. Now, as you know, lễ hội. Now, who can tell me lễ hội in English? Như các em vừa xem các lễ hội vừa rồi, chúng ta gọi lễ hội là festival. A word synonym with attractive is một cái từ mà nó bằng nghĩa với từ attractive thu hút. Cho cô một từ bằng nghĩa. This is fascinating. Lôi cuốn, hấp dẫn. If you belong to Buddhism, Christmas, Hindu, they are religion. And the adjective is religious. Nếu một người mà thờ đạo Phật, đạo Thiên Chúa hay là đạo Hồi
thì những cái đó người ta gọi là đạo tôn giáo, và tính từ của từ đó là religious, thuộc tôn giáo. There are four seasons in Vietnam. Có bốn mùa ở Việt Nam. Vậy thì từ mùa là từ season. Now, the adjective of season. Một tính từ của từ season, that is seasonal. Seasonal. At Tết, what will you do? Thường, trong ngày Tết, chúng ta thường làm gì? Now, we celebrate. Celebrate. Tổ chức lễ, ăn mừng. If we get the result from some rock, that is, chúng ta thường hay thu hoạch những cái kết quả từ những cái mùa vụ, thì người ta sẽ gọi nó là harvest. Harvest. If the verb is thu hoạch, the noun is sự thu hoạch. Từ loại chúng ta có danh từ là sự thu hoạch và động từ là thu hoạch. After you finish your 15 tests, 45 tests, what will you do? Thường sau khi các em hoàn thành bài kiểm tra 15 phút và 45 phút, em sẽ làm gì? You will handing. Handing, that means nộp, là thu hoạch bài, là nộp bài. Now, copy down. Now let's find the dress with me. Festival, the first E, the dress E on the first. Fascinating, on the first again. Religious, on the second. Seasonal, on the first. Celebrate, on the first. Harvest, on the first again. Now, take a look again and repeat. Festival, festival. Fascinating, fascinating. Religious, religious. Seasonal, seasonal. Celebrate, celebrate. Harvest, harvest. Handing, handing. NS. Now look at the picture. In the picture, tell me, where are they? Trong bức tranh chúng ta có 5 nhân vật. Cho cô biết họ đang ở đâu. I think they are in the last room. Các em có cho rằng là họ đang ở trong phòng học hay không? And who do you think is in the picture? Các bạn có thể đoán tên của 5 nhân vật này. I think they are teacher Nick, Mai, Phong and me. What are they talking about? Họ đang nói về nội dung gì? Cô xin giới thiệu bài tựa bài nội dung bài học ngày hôm nay. Today, you listen the dialogue between teacher from my Nick and me. What are they talking about? Answer after listening the dialogue. And can you guess what festival they chose? Sau khi chúng ta nghe đoạn hội thoại giữa năm nhân vật, các bạn hãy trả lời câu hỏi là what are they talking about? Họ đang nói về nội dung gì? Và câu hỏi đặt ra tiếp theo đó là trong bốn bạn, bạn Phong, Mai, Nick và My, họ sẽ chọn bốn cái lễ hội cho cái bài thu hoạch. Vậy thì các bạn sẽ nghe cho cô, mỗi bạn sẽ chọn cái lễ hội gì? Nào, listen. Which festival did you choose, Nick? Actually, I chose a Vietnamese festival. Oh, really?
Which one did you choose? I chose the Elephant Race Festival in Dadlam. I think elephants are fascinating animals. It must be amazing to see them racing. Okay, that's interesting. How about you, Mai? I chose Diwali. It's an Indian festival. Why did you choose it? Well, it's called the Festival of Lights, and it's a religious festival. I think candles are so romantic, and I love fireworks. There are lots of both during Diwali. That's a great choice. And you, Bo? I chose La Tomatina. It's held in Spain, in a small town called Buñol. It's a seasonal festival to celebrate the tomato harvest. What do you like about it? For 1 hour, people get to throw tomatoes at each other. Wow, that does sound unusual. Okay, finally, me. I chose something a little different. It's a music festival called Burning Man. It's held every year at the end of August. People go to the desert, make a camp, and have a party. Wow, that's a new one on me. Sounds fascinating. I'd like you to write up your reports and hand them to me by... Okay, now after you finish, tell me, what did they choose? Chúng ta vừa nghe xong đoạn hội thoại. Các em hãy trả lời cho cô bốn nhân vật đã chọn bốn cái lễ hội gì. Now, the first is Nick. Đầu tiên là bạn Nick. Tên lễ hội mà bạn Nick chọn đó chính là The Elephant Race Festival. Chúng ta nhìn thấy đoạn hội thoại hàng thứ tư, line number 4. I chose the Elephant Race Festival in Đắk Lắk. And then Mai, tiếp theo là bạn Mai. I chose Diwali in India. Bạn Mai chọn lễ hội tên là Diwali ở Ấn Độ. And from I chose La Tomatina in Spain. Bạn Phong chọn lễ hội có tên là La Tomatina tổ chức ở Tây Ban Nha. And the last, và bạn cuối cùng, me. I chose something a little different. It's a music festival called Burning Man. Bạn Mi chọn lễ hội có tên là Burning Man. Và chúng ta hãy đọc lại đoạn hội thoại một lần nữa và tìm cho cô trong bốn lễ hội này họ thường tổ chức các hoạt động gì. And this is the test. Let's read again. After you finish, I have some questions for you. Sau khi các em đã đọc xong cái đoạn hội thoại và biết được các lễ hội này thường được tổ chức như thế nào, bây giờ chúng ta sẽ có câu hỏi cho nội dung của bài học. There are five questions. Answer the following question. Number one. Did the teacher expect Nick to choose a Vietnamese festival? Why? Why not? Giáo viên có mong muốn bạn Nick chọn cái lễ hội ở Việt Nam hay không? Tại sao có và tại sao không? Number two. What do people do to celebrate Diwali? Người ta tổ chức cái lễ hội Diwali là hoạt động gì? Number three. Which festival is held in a small town? Lễ hội nào được tổ chức ở một cái thị trấn nhỏ? Number four. Why does Mi think her festival is unusual?
À, tại sao bà My lại nghĩ rằng lễ hội của cô ấy lại không bình thường? Number 5. What should the student do after this discussion with the teacher? À, các học sinh nên làm gì sau khi đã thảo luận với giáo viên? Now read the test between Meg, my phone and me and answer the question. For example, number 1. À, con hướng dẫn câu trả lời cho câu hỏi số 1. À, giáo viên có mong muốn bạn nít chọn câu chọn lễ hội ở Việt Nam hay không? À, theo cô nghĩ, I think it's not. Cô nghĩ là không. Because it read the the attitude. Oh really? Bởi vì cô ta vừa bày tỏ cái thái độ của cô ta là oh really, một cái sự ngạc nhiên không mong muốn. Như vậy thì cô ta không có muốn bạn nít chọn cái lễ hội đầu tiên là lễ hội đua voi. Now answer. No, she didn't because she said oh really to show her surprise. Cô ta không có mong muốn bởi vì cô ấy trả lời là thật ư để diễn tả cho sự ngạc nhiên. And you must answer the last the order. Các bạn phải trả lời cho cô hai câu 2 đến câu 5, bốn câu hỏi còn lại. Now after you finish, I give you my answer, then you can compare with your answer. Sau khi các em đã làm xong, thì bây giờ cô sẽ cho các em cái đáp án của cô và sau đó các em hãy so sánh lại với đáp án của em. Number 2. People like candles and dislike fireworks. Chúng ta vừa tìm hiểu về lễ hội Diwali là lễ hội mà bạn Mai chọn, là chúng ta sẽ đọc về bạn Mai và lễ hội này được tổ chức như thế nào nha. Nào chúng ta tìm thấy câu trả lời là Well, it's called the Festival of Light and it's a religious festival. I think candles are so romantic and I love fireworks. There are lots of both during Diwali. Đây là cái giải thích của bạn Mai về lễ hội này. Lễ hội này có tên là lễ hội của ánh sáng và nó thuộc về lễ hội tôn giáo. Trong lễ hội này thì người ta thường thắp nến và đốt pháo hoa. Cho nên câu trả lời của chúng ta sẽ trả lời như sau. People, hoạt động của họ là light candles and display fireworks. Có hai hoạt động. Light candles, thắp nến, and display fireworks, và bắn pháo hoa. Number 3. Chúng ta tìm một cái lễ hội mà tổ chức ở small town. Các em hãy tìm cái từ khóa là small town. Cô tìm thấy cái đoạn hội thoại, lời thoại của bằng phong ở đoạn văn bên phải. Và nó nằm ở hàng thứ nhì. I chose La Tomatina. It held in Spain in a small town called Bunon. Vậy thì câu trả lời chúng ta sẽ trả lời là La Tomatina. It's La Tomatina. Number 4. Chúng ta hãy tìm về suy nghĩ của bạn My, lý do tại sao lễ hội này lại cho là unusual. Nào. Câu trả lời nằm ở đoạn hội thoại của bạn My. I chose something a little different. Tôi sẽ chọn một cái gì đó nó khác. It's a music festival called Burning Man. Lễ hội có tên là Burning Man. It's held every year at the end of August. Nó được tổ chức mỗi năm vào cuối tháng 8. People go to the desert, make a camp and have a party. Người ta đi đến sa mạc, cắm trại và tổ chức buổi tiệc. Như vậy thì tại sao mà bạn này nghĩ đó là không bình thường? Because to celebrate the festival, people go to the desert, make a camp and have a party. Bởi vì để tổ chức ra cái lễ này, người ta sẽ đến sa mạc
cắm trại và tổ chức tiệc. Number 5. Chúng ta sẽ tìm câu trả lời là học sinh nên làm gì sau khi đã thảo luận. Câu trả lời là nằm ở đoạn cuối cùng. Teacher: Wow, that's a new one on me. Sounds fascinating. Fascinating. Ok, I'd like you to write up your report and hand them into me by. Cô muốn các em hãy viết cái bài report của các em và nộp lại cho cô. Như vậy thì đây là công việc của học sinh nè. Chúng ta sẽ làm gì sau khi thảo luận xong? They should write up report and hand them into the teacher. Chữ me trong bài đó chính là teacher, cho nên chúng ta sẽ thay cái ngôi xưng hô me chính là the teacher. Now this is my answer. You can copy down. Giờ thì các em có thể viết nội dung vào trong tập. This exercise is very clear and you can understand it easily. Cái bài tập câu hỏi này rất là rõ ràng. Và sau khi đã trả lời được 5 câu hỏi này thì chúng ta đã hiểu được cái nội dung của bài hôm nay. After that, you can take true or false. Sau đó thì chúng ta hãy làm bài tập true false. There are 4 sentences. Number 1. Nick chose the festival because he would like to see elephant racing. Nick chọn cái lễ hội này bởi vì anh ta muốn nhìn thấy cuộc đua của những chú voi. Now, take two of them. Next, number 2. The Festival of Light is another name for Diwali. Another name là một cái tên khác. Như vậy thì cái lễ hội Diwali này nó có tên là Festival of Light. Có đúng hay không? Number 3. People throw tomatoes at each other for one day at La Tomatina. Người ta ném cà chua vào nhau trong một ngày lễ của ngày lễ La Tomatina. Number 4. Burning Man is held in the desert. Cái lễ hội tên là Burning Man được tổ chức ở sa mạc. Now let's take two of one for 4 sentences. Hãy tích vào câu true hoặc câu false cho 4 câu sau đây. After you finish, this is my answer, now compare. Sau khi làm xong thì các em hãy so sánh với đáp án của cô. Number 1, I think it's true. Cô nghĩ đây là câu trả lời đúng, câu đúng. Chúng ta đã tìm hiểu về lễ hội bằng biết chọn. Bạn này chọn lễ hội là Elephant Race Festival. Lý do tại sao bạn chọn là I think elephants are fascinating animals. It must be amazing to see them racing. Có thể rất là sẽ ngạc nhiên khi xem các cuộc đua của chúng. Number 2, cái tên lễ hội Diwali còn có cái tên khác là Festival of Light. Các bạn hãy xem bạn Mai giải thích ra. Well, it's called the Festival of Light. Nó còn có tên là Festival of Light. Vậy thì Diwali và Festival of Light là tên của cùng một lễ hội. It's true. Number 3. Lễ hội của La Tomatina là lễ hội của bằng phong. Các em hãy tìm là đoạn thoại của bằng phong. Chúng ta tìm thông tin là ném cà chua vào nhau và diễn ra trong một ngày. Trong hai thông tin này, có thông tin nào sai hay là cả hai cùng đúng? Chúng ta đọc tìm thấy đoạn thoại của bằng phong, đoạn văn phía bên tay phải. I told La Tomatina is held in Spain in a small town called Bunon. It's a seasonal festival to celebrate the tomato harvest. What do you like about it? For 1 hour, people get to grow tomato at each other. Khoảng 1 tiếng đồng hồ, người ta lấy cà chua và ném vào nhau. So the answer is false.
Cô tìm thấy câu trả lời của câu số 3 là phone. Trong câu 3 là tổ chức trong one day, nhưng trong đoạn hội thoại tổ chức trong one hour. So, this is wrong. Đây là cái phần sai, chúng ta hãy sửa lại. Now, correct. One hour only, chỉ một tiếng đồng hồ. Number 4, Burning Man, tổ chức. Chúng ta phải go to the desert, hãy đến sa mạc. Vậy thì tổ chức ở sa mạc is Israel. Now copy the answer into your notebook. Các em hãy viết cái đáp án của phần bài tập vào trong tập. Number 2, write the festival in the box under the picture. Then listen and repeat. There are 8 pictures and the name of festival. Look at the picture and write the name of it. If you don't know, you can guess. Các em hãy viết cho cô nhìn vào mỗi bức tranh, viết tên của lễ hội vào bên dưới. Nếu lễ hội nào chúng ta không biết, chúng ta có thể đoán. Now the first pictures I see some water. I guess. Nếu lễ hội này cô không biết, cô có thể đoán. Water, chúng ta tìm thấy thông tin water. Water festival. Pam cinema. Chúng ta thấy có liên quan tới cinemas. Chủ đề vừa rồi chúng ta nói về chủ đề phim. Như vậy cô thấy có từ cinemas, cô có thể đoán. Cannes Film Festival. The third, I saw some mask là cái mặt nạ. Chúng ta nhìn thấy những cái hình ảnh có cái những cái mặt nạ, và hình ảnh này rất là terrible, rất là kinh khủng. Có thể nó sẽ liên quan đến những con ma. Và chúng ta thường thấy cái từ ma là ghost day. It's very easy. Number 4. Câu số 4 rất là dễ. Is that. Number 5. I don't know this festival. Cái hình ảnh này không có cho chúng ta biết rõ là cái lời hỏi gì. Cho nên chúng ta có thể bỏ qua để sang bài tập câu tiếp theo. Hình thứ tư, hình thứ 6. I see some snow. Cô nhìn thấy tuyết. Như vậy thì lễ hội này liên quan đến tuyết, đó là Christmas. Number 7 is a pink car. Đây là những quả bí. Chúng ta sẽ tìm thấy cái lễ hội gì cho những cái quả bí này đây. This Halloween. Và lễ hội cuối cùng S, quả trứng. Trong cái lễ hội nào mà chúng ta thường hay sử dụng thực phẩm là quả trứng và được bọc bởi sô-cô-la và đường. Đó là lễ hội Easter, lễ phục sinh. Như vậy thì cái hình thứ 5 cô sẽ đoán, hình còn lại sẽ là Rock in Rio. Rock là đá, Rock in Rio. Getting started. Activity 2. Write the festivals in the box under the pictures. Then listen and repeat. 1. Water Festival. 2. Cannes Film Festival. 3. Ghost Day. 4. Tet. 5. Rock in Rio. 6. Christmas. 7. Halloween. 8. Easter. And then number 3. Make the festivals below with the reason they are held. Hãy nói lại các lễ hội dưới đây với các lý do mà chúng nó được tổ chức ra.
Now, religious, seasonal, music, art, superstitious. Now let's match. Cái lễ hội nào được tổ chức ra là bởi tôn giáo, bởi do nó theo mùa và bởi nó liên quan tới âm nhạc và nghệ thuật. Now finish. I give you my answer. Christmas is religious. Lễ hội Giáng sinh là một lễ hội thuộc về tôn giáo. Tết Water Festival, lễ hội té nước, đó là một cái seasonal festival, một lễ hội theo mùa. Rock in Rio, Cannes Film Festival, lễ hội này là lễ hội liên quan phim và nó liên quan đến music hoặc là art. Halloween Ghost Day, Superstitious. Now copy the answer. Number 5. Can you add any more festival to the group in 3? Trong bài tập thứ 3, các em hãy bổ sung những cái lễ hội khác mà em biết ngoài 4 lễ hội chúng ta vừa nhìn thấy. Now, what in groups of 6 in 5 minutes? Write down as many festival in 3 as possible. Hãy viết càng nhiều lễ hội càng tốt. The group with the most festival is the winner. Trong những cái nhóm nào mà chúng ta có đáp án nhiều thì nhóm đó sẽ thắng. Tuy nhiên là chúng ta không có điều kiện để thực hành theo nhóm, thì bây giờ cô sẽ cho các em thời gian suy nghĩ để tìm những cái lễ hội mà em biết, và các em hãy suy nghĩ cá nhân chúng ta nha. Chúng ta vừa nhìn thấy 6 lễ hội trong cái bài đã, trong cái phần đầu tiên cô đã cung cấp, thì các em có thể kể lại 6 lễ hội mà chúng ta biết. Ngoài ra chúng ta còn những cái lễ hội khác. Nào bây giờ thì các em hãy nhìn đáp án của cô nha. There are some suggested festival. Đây là những cái lễ hội mà cô đã sẽ cung cấp cho các em. Lễ hội liên quan tới religious, tôn giáo, thì chúng ta sẽ có các lễ hội là Thanksgiving, lễ hội tạ ơn. Chúng ta sẽ ăn thực phẩm là con gà tây trong cái lễ hội này. Diwali là lễ hội của ánh sáng. Holi, một lễ hội của đạo Hồi. Ramada là lễ hội của Islam. Nirvana, đây là lễ hội của đạo Phật. Lễ hội thuộc về music và art, âm nhạc và nghệ thuật, đó là Berlin Festival, Stockholm Festival, Huế Festival. Huế Festival chúng ta được nhìn thấy trong cái lễ hội sông Hương. Seasonal, lễ hội thuộc về tổ chức theo mùa, đó là Mid Autumn Festival, lễ hội trung thu. Harvest Festival, lễ hội thu hoạch. Spring Festival, lễ hội mùa xuân. Summer Festival, lễ hội mùa hè. Winter Festival là lễ hội mùa đông. We stop lesson 1, getting started. Chúng ta vừa kết thúc cái nội dung của cái bài số 1 là getting started. Now we continue with lesson 2, a closer look 1. Chúng ta tiếp tục với bài số 2. Trong cái phần bài a closer look 1 này thì cô giáo, giáo viên chỉ hướng dẫn nội dung và các em về nhà sẽ tự làm lại. Now, take a look at vocabulary. Parade, diễu binh, diễu hành. Carnival, ngày hội. Costume, trang phục. Gather, tụ họp. Now we correct the noun. Gather is a verb. Các em hãy sửa cái từ loại của từ gather. Từ này là một động từ. Ký hiệu là chữ V. Exercise 1A. Can you complete the table below with appropriate verbs, noun and adjective? Các em hãy hoàn thành vào cái bảng bên dưới có 3 cột. Verb là cột động từ, noun là cột danh từ, adjective là cột tính từ.
À, sau đây các em hãy tìm cho cô danh từ của động từ celebrate và tính từ của celebratory. Như vậy thì tính từ là celebratory, động từ là celebrate, thì danh từ của nó sẽ là celebration. Danh từ là festival, vậy tính từ của nó sẽ là festive. Danh từ là parade, động từ là parade. It's the same. Tìm danh từ cho cái tính từ cultural, danh từ của nó là culture. Động từ là perform, danh từ là performer. Và danh từ khác đó là performance. B. Commit the following sentences with the words from the table in A. Hãy hoàn thành các câu sau đây với các từ trong cái bảng của bài tập A. You do not need to use all the words. Bạn không cần phải dùng hết tất cả các từ. The first letter of each word has been given. Ký tự đầu tiên của các từ này được cho sẵn. Number 1. Chúng ta hãy nhìn cho cô câu số 1. Từ còn thiếu bắt đầu với chữ F. Các em hãy tìm một cái từ F. Vị trí của nó là một danh từ. Chúng ta có một cụm danh từ là popular. Vị trí này dần dùng cho một danh từ. Các em đã học ở bài trước nói về một cụm danh từ khi sử dụng under với despite. Thì đây là cách nhận biết của một cụm danh từ. Popular, chúng ta sẽ thiếu một danh từ đó là festival. Câu số 2. Vị trí còn thiếu là bắt đầu với chữ C. Vị trí này các em cần một động từ, bởi vì nó đang đứng sau một bí bột, một chủ ngữ. Động từ của từ này sẽ bắt đầu với chữ C. Các em hãy tìm các động từ bắt đầu với chữ C trong bài tập A. Đó là từ celebrate. Number 3. With the most lively. Bắt đầu với một chữ C. Chúng ta lại có một chữ C. Đó là từ celebration. Một danh từ số nhiều. Number 4. C. Culture. Number 5. P. Người ta mặc trang phục truyền thống. N. Parade. Diễu hành. Number 6. P. Samba parade. Diễu hành. Xin lỗi. Performance. Performance. Biểu diễn điệu múa samba. Now copy. Exercise 2. In group, choose a festival. Take turn to say the name of the festival. Then ask an action. Hãy chọn một lễ hội, hai phiên nhau nói tên lễ hội. Sau đó các em hãy thêm vào các hoạt động. Example A, B, C. Chúng ta có 3 bạn sẽ thực hành như thế này. I am going to Rio Carnival to watch performers dance. B. I am going to Rio Carnival to watch performers dance. Chúng ta lại nói tiếp một cái lễ hội khác. And Miss can play samba music. Đây chỉ là phần nói tiếp cái hoạt động của bạn thứ nhất. Chúng ta sẽ thêm hoạt động thứ hai cho đến hết. Như vậy thì bạn C sẽ thực hành tiếp theo. Chúng ta sang phần pronunciation. Hôm nay cái phần pronunciation hôm nay chúng ta sẽ phân biệt về stress into syllable words. Trọng âm 2. Cái từ có 2 âm tiết. Và cách để chúng ta tìm trọng âm của cái từ theo luật từ có 2 âm tiết sẽ theo luật như thế này. Trong các từ có 2 âm tiết, dấu phẩy sử dụng để đánh dấu trọng âm của từ. Dưới đây là nguyên tắc chung. Như vậy thì tất cả nguyên tắc thì nó sẽ có ngoại lệ. Cái phần ngoại lệ là phần exception, phần cột cuối. Type word là cái loại từ. General rule là quy luật chung, except là ngoại trừ. Thì cái loại từ nào sẽ đánh trọng âm 1, loại nào sẽ đánh trọng âm 2. Most nouns and adjectives.
tất cả các tính từ, phần lớn các tính từ và danh từ thì đều, hầu hết các danh từ và tính từ thì trọng âm stress on the first, trọng âm âm thứ nhất. Thí dụ chúng ta có danh từ là country, âm thứ nhất. Lưu ý ngoại trừ các từ là asleep, abroad, machine thì đây là những danh từ và những tính từ, tuy nhiên nó sẽ có trọng âm hai. Quy luật dành cho tất cả các danh từ và tính từ, các em hãy loại trừ một số các trường hợp ngoại lệ, chúng ta chỉ chú ý vào những trường hợp ngoại lệ này thôi. Most verb, phần lớn các động từ. Just on the second syllable, trọng âm đều rơi vào âm 2 hết. Thí dụ như chúng ta có từ receive, âm 2. Trừ những trường hợp là copy, differ, happen. Có 3 trường hợp này chúng ta đánh vào trọng 1. Như vậy nhắc lại, về quy luật thì tất cả các danh từ và tính từ đều có trọng âm 1, trừ asleep, abroad, machine. Tất cả các động từ đều có trọng âm 2, trừ copy, differ và happen. Như vậy thì cái phần quy tắc về trọng âm này rất là dễ nhớ. Now, you can copy the pronunciation. Các bạn có thể viết cái phần nội dung của cái phần pronunciation vào tập, cái phần sử dụng tiếng Việt. Các em có thể viết tiếng Việt vào. Các em cũng trình bày giống như trong cái bản nha, nhưng mà chúng ta có thể sử dụng tiếng Việt thay vì chúng ta viết tiếng Anh lại, thì chúng ta có thể viết tiếng Việt thôi. And next, number 3, listen and repeat the words, then listen again and put them in correct column according to the test pattern. Đây là phần nội dung phần nghe. Các em nghe và đánh trọng âm vào trong cột thích hợp. There are 10 words, có 10 từ. Chúng ta hãy tìm từ loại và đánh trọng âm. Như vậy thì cô sẽ cho các em trọng âm. Từ thứ nhất, gather. Đây là một động từ. Thì động từ là trọng âm 2. Trọng âm 2. Tuy nhiên, từ này nằm ở trọng âm 1. Gather. Picture. Relax. Office. Enjoy. Hotel. Hotel on the second. Trọng âm 2 nhé các em. Lovely. Describe. Rename. Famous. Nào, chúng ta hãy chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất, just on first syllable, trọng âm 1. Just on second syllable, trọng âm 2. Nào hãy chia 10 từ vào trong hai cột có trọng âm thích hợp. Ok, now you can copy the answer. Phần nội dung này chúng ta sẽ ghi bắt đầu từ stress on first syllable và stress on second syllable. Exercise 4. Circle the word with a different stress pattern from the order, then listen and check. Hãy khoanh tròn cái từ có phần trọng âm khác từ so với các từ còn lại. Hãy nghe và kiểm tra lại. Như vậy chúng ta hãy đọc cho cô các từ sau. Nào, chúng ta có balloon on a second dress. Complete on a first. Sorry, on a second. Repair on a second. Along on the second. Tidy on the first. Nào, copy down. Now we stop the lesson today. You must do at home. 1. Learn by heart on the new words. 2. Practice the dialogue again. 3. Do exercise B1 page 18 in workbook. Workbook. Sách bài tập. 4. Repair a large look to page 29. Chuẩn bị bài tập cho các phần a large look to trang số 29.
Trong phần này chúng ta học về grammar, một cái adverbial phrases, một cái trạng từ. Và về nhà các em xem trước cho cô nội dung của bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trong cái phần này chúng ta sẽ học về những cái question word. Question word là những cái động từ, xin lỗi, những cái từ để hỏi. Và chúng ta hãy tìm hiểu chức năng của từng từ để hỏi. Chúng ta xem cái bảng ở trang số 29, chúng ta có when, where, how, when, why, how. Thì cách dùng của những từ này dùng để làm gì? Và các em kết hợp xem các ví dụ để nắm rõ. Number 2, nhìn vào tập số 2, hãy đọc cái đoạn một cái poster và các em hãy điền các thông tin nào liên quan tới what, who, where, when, how, when, how, when, why. Từ trong cái poster đó hãy điền cái thông tin nào liên quan tới what, who, where, when, how, when, how và why. Number 3, now think about festival you know in Vietnam. Complete the table with information about festival and tell your partner about it. Hãy nghĩ về một cái lễ hội mà bạn biết ở Việt Nam, hoàn thành cái bảng bên dưới. Chúng ta hãy dùng một cái outline liên quan đến một cái lễ hội và chúng ta xem giống như một cái outline. Lễ hội đó tên là gì? Chúng ta sẽ cho cái tên lễ hội đã vào trong cái hàng có chữ what. Lễ hội đó gồm có những ai tham gia, điền vào chữ who. Lễ hội tổ chức ở đâu, điền vào hàng where. Và thời gian là when. Tổ chức như thế nào, dùng từ how. Và lý do tại sao tổ chức, nên ta sẽ điền thông tin vào chữ why. Thí dụ như chúng ta có lễ hội đó là Trung Thu. Trung Thu thì đó là tên lễ hội, chúng ta sẽ điền vào what. Lễ hội này ai sẽ tham gia? Thường đa số chúng ta thấy lễ hội này là children, trẻ em. Tổ chức ở đâu? Thì thường nó tổ chức ở vòng quanh nhà, hay là trong những cái ngôi làng, hay là every place, mọi nơi ở Việt Nam. Thời gian thì chúng ta biết rồi, và tổ chức như thế nào? Chúng ta thường là tụ họp đoàn tụ gia đình, ăn bánh chưng, xin lỗi, ăn bánh Trung Thu, hay là chơi lồng đèn, hát bài hát Trung Thu. Lý do tại sao thì chúng ta hãy cho biết cái ý nghĩa của lễ hội, thì đó chính là lý do. Chúng ta hãy làm cho cô bài tập thứ 4, thứ 5, thứ 6. Như vậy thì phần bài tiết học cuối cùng, tiết thứ 69 của tuần này chúng ta vừa kết thúc. Sau đây tiết 66 của tuần số 23 chúng ta vừa kết thúc. Và các em hãy về nhà làm cho cô 4 công việc cô vừa hướng dẫn. Nào, hẹn gặp lại các em ở tiết học thứ 67 của tuần thứ 24. Now we stop here and see you again.